với sứ mệnh nâng cao đẳng cấp của sản phẩm đồ gỗ nội thất mỹ nghệ cao cấp, đặc biệt là sản phẩm Nghê Bảo Đình. Đồ gỗ Thiên Phú luôn luôn nâng cấp các sản phẩm, sáng tác các mẫu mã đẳng cấp để phục vụ quý khách hàng và nâng cấp sản phẩm. Và đây là một số cảm nhận của khách hàng khi nhận được sản phẩm của đồ gỗ Thiên Phú. Đây là cảm nhận, các bác hãy nghe cảm nhận của bác gái ở Thanh Hóa nhé. Bác thấy bàn ghế rồi bỏ na cũng đẹp. Nếu mà bác ưng cái bộ nhà bác to thì bác phải thích cái bộ to. Thì bác cảm thấy là điều này bác rất là đẹp. Đây là chị Hằng ở Thái Bình, công tác ở Đài Loan. Mình cũng đã tìm hiểu một vài xưởng làm về gỗ, nhưng mà mình không có ưng ý. Nhưng mà sau này xem được bộ sản phẩm này mình rất là ưng ý. Và bây giờ đến tận bây giờ là gần một năm rồi. Gần một năm rồi mình mới về và hôm nay nhận cái sản phẩm này là mình rất là hài lòng với cái chất liệu và màu gỗ, và mình rất là thích những cái nét chạm khắc của bên xưởng. Đây là một em trai rất trẻ, doanh nhân trẻ sinh năm 97 các bác nhá. Về chất lượng và giá cả và cái thời gian giao hàng tuyệt đối là anh em là đến thời điểm này quá là ok rồi, không có vấn đề gì anh em phải nói lại nữa. Cảm nhận là đến giờ thì nhận được tất cả nội thất của em, một bàn ghế ở đây rồi sofa rồi bàn đế có thứ là mọi cái rất là ưng ý. Và mọi người là ở trong khu vực này là cảm thấy mọi người đây cảm nhận của bác gái ở Ý Yên Nam Định, đất gỗ các bác nhá. Quê của chúng tôi là cũng có nhiều người làm nhưng mà rất tin tưởng ở cái tập đoàn Thiên Phú này, cho nên là con tôi đã tìm kiếm và lặn lội xem lâu năm rồi, sẽ bắt đầu mới tin tưởng tập đoàn này, cho nên là đã thứ nhất trong gia đình là đặt bộ sản phẩm này rất là ưng ý, rất là tuyệt đẹp. Cũng cảm ơn tập đoàn Thiên Phú đã cho gia đình tôi những bộ sản phẩm này tuyệt đẹp. Đây là những cái bộ sản phẩm cơ sở nhà em vô cùng tâm huyết, đã ngày đêm nghiên cứu ra những cái mẫu mã tay nghê, trương nghê, bách nghê, từ dáng ghế, từ độ kênh bong các bác phải nhìn trên màn hình. Cơ sở nhà em làm tất cả đều liền khối, trương liền, tay liền, mặt ván liền, dày tận 4 phân, đục kênh bong bằng tay, giống như một bức tranh ở trên mặt bàn đấy các bác nhá. Đây, tay nghê Thiên Phú thì cơ sở nhà em đang làm và đang có rất nhiều cơ sở đang muốn nhái lại và cực kỳ là khó các bác nhá. Tại vì cơ sở nhà em làm là những nghệ nhân đục. Đây bộ sản phẩm đây em làm cho chị Ngát ở Lâm Đồng này, các bạn nhìn này, rất là đẹp, cột 16 chân 18 siêu VIP luôn. Và hiện tại em đang làm rất nhiều bộ sản phẩm tương tự như này, và các bác nào mà muốn mua sản phẩm Nghê Bảo Đỉnh hàng đẳng cấp thực sự thì các bác hãy liên hệ trên số điện thoại màn hình cho em biện và em biên các bác nhá. Đây đằng sau đây cơ sở em đục đây các bác, các bác sẽ nhầm với mặt trước của những sản phẩm khác. Đây tổng thể bộ bàn ghế đây các bác nhìn này, bộ tổng thể bộ bàn ghế đây cơ sở em đang quay cho các bác xem đây, rất là đẹp luôn. Đấy, các bác nào muốn mua hàng VIP thực sự hoặc những sản phẩm cơ sở nhà em có những sản phẩm giá bình dân từ 35 triệu bộ Nghê Bảo Đỉnh cho đến tận là 400-500 triệu thì đấy là tùy theo nhu cầu và độ to độ dày của khách hàng đặt. Đây là những mẫu mã cơ sở nhà em cải tiến liên tục, các bác có thể nhìn thấy trên màn hình đấy, rất là đỉnh cao luôn các bác nhá. Đây, đây là Nghê Tay Tỳ Hưu là cái mẫu mới nhất cơ sở nhà em vừa mới chế ra. Đây Tay Tỳ Hưu, đây là mẫu Nghê Phượng cũng là tay tỳ hưu đây các bác nhìn này, rất là đẹp luôn. Đây là cái mẫu là thể hiện sự phong thủy tài lộc đến với gia chủ các bác nhé. Đấy, đây là những sản phẩm tương đối thôi, giá thành nó rất bình dân nhưng mà cơ sở nhà em làm cực kỳ cao cấp, từ dáng ghế này, cột, không tim, không tâm. Đấy, tay tỳ hưu mẫu mới nhất hiện nay. Đây vách đằng sau lưng đục đẹp như mặt trước tất cả các bộ sản phẩm. Đây các bác ngắm nhìn lại cái tay tỳ hưu để cơ sở nhà em bàn giao tại nhà khách đấy nha, em đang quay video tại nhà khách. Đây bộ 10 món cơ sở nhà em bàn giao gần như cả họ đến đều khen các bác nhá. Đây là bộ 10 món tại Thanh Hóa ở nhà một giám đốc đồ gỗ. Đấy, giám đốc anh Thiều ở công ty đồ gỗ Govi các bác nhá. Đấy, đường nét đục rất sắc sảo, các cái vách lưng tựa lưng đều là gần như là một bức tranh luôn. Đấy và các đường nét của trương của vách được kết hợp với nhau nó liền khối. Đấy, rất là đẹp đây, cảnh ngoài nhà anh Thiều các bác nhá.